Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 6 trên 7 của cái chương trình học cái hệ thống phiên âm của tiếng Trung phong phổ thông Trung Quốc. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu những cái lưu ý khi mà chúng ta học cái hệ thống phiên âm này. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Trong đó chúng ta có cái lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ nhất là khi cái chữ y ngắn mà nó kết hợp với cái chữ ZCS này, ZHCH, tức là chư sư sư và chư sư sư rư thì lúc đó cái chữ y, y, ngắn đó đó nó sẽ đọc gần giống như ưa trong tiếng Việt của mình y đọc gần như ưa trong tiếng Việt của mình mọi người xem lưu ý ở bên dưới xem cái ví dụ nè ở đây nó sẽ đọc là sư sư ở đây nó đọc là sữa sữa ở đây nó sẽ được đọc là rửa. Rửa. ở đây được đọc là chư chư và cuối cùng đọc là trữ trữ như vậy trong nguyên một cái hàng này nè là y y ngắn này nó đọc gần như ưa hết chúng ta đọc lại một lần nữa sữa sữa rơ chư à, đó là lưu ý thứ nhất chúng ta cần nhớ. kế tiếp chúng ta có lưu ý thứ hai cũng rất là đơn giản thôi. đó là khi cái dấu thanh thanh một thanh hai thanh ba thanh tư gì đó mà nằm trên cái nằm trên cái chữ y ngắn đó, đó thì chúng ta phải bỏ cái dấu chấm của cái chữ y ngắn đó đi. chúng ta thấy đây nè trên tất cả những cái chữ y ngắn đều không có cái không có cái dấu chấm của cái chữ y nữa. rồi chúng ta cùng đọc nha. xưa, Sư, sư ở đây là sữa sữa cái tiếp nữa là niễn niễn kế tiếp nữa là liễn liễn và kế tiếp nữa là tỷ tỷ và chúng ta sang cái lưu ý thứ ba lưu ý thứ ba cũng liên quan đến cái chữ y ngắn khi mà y ngắn nó đứng đầu một âm tiết á khi y ngắn đứng đầu một âm tiết thì nó sẽ được đổi thành y dài nó được đổi thành y dài, chúng ta sẽ không thấy cái âm đọc nào của cái cái chữ Hán nào đó mà nó bắt đầu từ chữ y dài mà nó phải bắt nó bắt đầu từ chữ y ngắn. Chúng ta sẽ không thấy một cái chữ Hán nào có cái âm đọc mà nó bắt đầu từ chữ y dài cả mà nó luôn luôn phải bắt đầu từ chữ y ngắn. mời mọi người chúng ta cùng theo dõi ngay bên dưới ví dụ chúng ta có y với a hôm trước ta đọc là y a âm cuối cùng là gia gia nhưng mà khi viết thực tế để phiên âm cho một cái chữ hán thì nó phải là viết y dài và a như thế này đây gia và kế tiếp cũng vậy y a o này nó nếu chúng ta ghép một cái phần phụ âm gì phía trước của nó thì nó là y ao eo y nhưng mà khi mà nó làm phụ âm đầu nó sẽ đọc như chữ giờ vậy đó và đây nó sẽ đọc là dao 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 y ngắn đổi thành y dài này nè thì nó đọc như chữ giờ trong cái tiếng việt của mình đọc là dao rồi đây cũng vậy y e o u này nhưng mà khi qua đây nó sẽ đọc là vô à, o với u o, o với u là ô thì vô vô ví dụ như dồ là có tôi có tiền của dồ sẻn tôi có sách của dồ tôi có rất nhiều bạn bè của dỗ và dỗ hình tố phận vô dỗ hình tố phận vô rồi đó là lưu ý thứ ba y ngắn đứng đầu thì đổi thành y dài và lưu ý thứ tư là u đứng đầu một âm tiết thì đổi thành w này thôi khi u đứng đầu một âm tiết thì sẽ đổi thành w này đổi thành v kép này và nếu có một mình u thôi thì nó sẽ thêm nó thêm cái chữ u này vào vừa đổi mà vừa thêm vào nè. Nó ví dụ u thì nó sẽ đọc như thế này đây, u nó thêm w vào. Khi chúng ta gặp cái w này nè thì chúng ta cứ nhớ nó như cái chữ w của chúng ta là được rồi. Chữ w không phải là quờ nhé, nó là w thôi giống như người miền Nam hay nói đó. Quá trình cái chữ w đó hay là quên, tôi quên rồi, cái chữ w đó. Rồi. Riêng đặc biệt ngay chỗ này nè thì nó là một cái chữ u thôi. Nên là chúng ta vẫn đọc là u u chỗ này là đặc biệt còn như cái này này là nó sẽ giống như cái điều mà thầy vừa mới nói u a w, giống như đây là w a wa nè Qua. Qua. rồi đây là y y rồi đây nè n là ân thì nó sẽ đọc là quân u ân quân w ân quân đây là u Qua. y quân chỉ riêng một cái chữ u này khi đứng đầu một âm tiết thì nó sẽ thêm cái W vào và nó cũng đọc là U luôn. Và chúng ta lưu ý như vậy. Đó là lưu ý thứ tư. Cái tiếp chúng ta có lưu ý thứ năm là khi U, U mà đứng liền sau này nè. Cái chữ Y dài này cái chữ G, G, C. Thì lúc đó cái chữ U đó nó không phải là U đâu mà nó là Y. Nó là Y nhưng mà người ta không có chấm hai cái chấm lên. Là nó quy định như vậy khi u đứng liền sau y dài này nha chi chi si thì u đó vốn là y chứ không phải là u chúng ta xem ví dụ bên dưới nó như đây nè không đọc là u mà đọc là y vì nó là nó là y cái chữ u này là y nè đọc là y y và đây nữa cũng là y luôn nên đọc là chi chi rồi ở đây đọc là chi chi cũng là y luôn và đây là in này cũng đọc là xin xin như vậy thôi như vậy ta cùng đọc cái hàng này nhé di di nếu thanh tư vào thì đọc là y ví dụ thế đây đọc là chi chi nếu mà thanh tư vào đọc là chi rồi đây là chi chi à, có thể chi chỉ chỉ chi, chi gì đó và cái tiếp là xin xin nhắc lại lần nữa là u đứng sau những bốn cái anh chàng này thì chúng ta đọc là y à, chúng ta hiểu nó là y đó là được rồi lưu ý thứ sáu là khi chúng ta thấy nè i o u mà khi kết hợp với phụ âm đầu tức là phía trước nó có một cái gì đó thì nó bỏ cái chữ o đi đó mọi người nhìn thấy như vậy ngay chỗ này là thực tế nó không bao giờ có cái kiểu phiên âm như vậy hết á đọc là liêu e o u đọc là liêu không có chữ o này i o u khi viết thực tế kết hợp với một cái phụ âm trước bên tay trái này nè thì nó sẽ bỏ cái chữ o này đi đây đọc là liêu ví dụ liêu là xấu chẳng hạn rồi đây i o u này thực tế nó cũng sẽ bỏ o đi rồi vậy thôi như vậy cứ nhớ là i o u thì thực tế nó bỏ o đi và lưu thí, lưu ý thứ bảy cũng vậy Lưu ý thứ bảy chúng ta có nè nhé U, E, I này nè U, A, -E W -E này nè U, A, -E W -E. Nếu mà kết hợp với cái phụ âm đầu Thì nó bỏ chữ E đi Chúng ta thấy nè Ví dụ là U, A, W đây đọc là thuê Thì nó chỉ lấy U, I -E thôi thuê Hay là thuê U, A, W đây đọc là thuê Nếu là thanh tư thì là thuê Hay là thanh ngang thì đọc là thuê Hay là thanh ba thì đọc là thuê Ví dụ như thế Nhưng không bao giờ có cái E này đây hết á đó. đó là lưu ý thứ bảy rồi lưu ý thứ tám là khi hai âm tiết có cùng là thanh ba đi liền với nhau thì thanh ba đứng trước sẽ đọc thành thanh hai rồi ngay chỗ này hai thanh ba đi liền nhau thì thanh ba đứng trước đọc thành thanh thứ hai chúng ta thấy nè ví dụ nì họ thì chúng ta đọc là nỉ họ nỉ họ xin chào chẳng hạn nỉ họ nỉ họ thanh ba này mà đứng cuối câu thì chúng ta đọc nặng xuống một chút nỉ họ còn bình thường thì chúng ta đọc là nỉ hào cũng được không sao cả người miền nam Trung Quốc Đài loan rồi những cái vùng đó người ta vẫn dùng như dấu huyền trong thanh ba trong câu á hoặc là cuối câu người ta cũng dùng ở đâu cũng dùng như dấu huyền thôi nỉ hào cũng được là còn thầy thì thầy quen rồi cho nên là thầy hay đọc là nỉ họ nỉ hào hai thanh ba đi liền nhau thanh ba thứ nhất đổi thành thanh thứ hai nỉ nếu chúng ta nói nỉ hào thì sao vẫn hiểu nhưng mà nó không hay rồi hình hào hình hò là rất tốt thì chúng ta sẽ đọc là hỉnh hò hay hơn hỉnh hò Trước cơ hỉnh hò cái này rất tốt wò sinh thì hỉnh hò sức khỏe tôi rất tốt nếu chúng ta nói chúng ta nói là wò sinh thì hình hò cũng được nhưng hình hò nghe không có hay rồi hai thanh ba đi liền nhau thanh ba đứng trước đổi thành thanh thứ hai trong trường hợp ba thanh ba đi liền nhau thì sao ba thanh ba đi liền nhau thì cái thanh giữa này nè đổi thành thanh thứ hai ví dụ hòa hình hảo tôi rất khỏe, hòa hình hảo thì sẽ nói là hòa hình hảo hay hơn. Hòa hình hảo. Rồi, hình vô hảo, hình vô hảo thì đọc là hình hữu hảo rất là hữu hảo, tức là rất là thân thiện. Hình hữu hảo, hình hữu họ đó là lưu ý thứ 9. Như vậy là lưu ý thứ 8 với thứ 9 nó cũng gần gần nhau. Thứ 8 là hai thanh ba đi liền nhau thanh thứ nhất đổi thành thanh thứ hai lưu ý thứ chín là ba thanh ba đi liền nhau thì đổi thanh giữa thành thanh thứ hai và hỉnh họ hình dỗ họ kế tiếp nữa chúng ta có cái à, lưu ý thứ mười khi phía sau cái từ mang thanh ba là các cái từ mang thanh nhất thanh hai thanh tư lúc đó thanh ba sẽ được đọc nhẹ đi tức là đọc gần như dấu huyền của của người miền Nam. Rồi. Đây, ví dụ này nha, hào hứa đừng đọc là hào hứa. Cứ phía đằng sau thanh ba mà còn thanh nào khác nữa thì chúng ta nhớ là đọc như dấu huyền thôi, hào hứa. Hào hứa là ngon dùng cho thức uống. Ví dụ trà hình hào hứa. À, của trước hình hào hứa, à, nước ép trái cây rất ngon. Nài xả hình hào hứa, trà sữa rất ngon. Rồi hào hứa. Rồi hào rển vẫn đọc là hào như dấu huyền của người miền Nam. Hào hứa, hào rển là người tốt. Hào hanh là hảo hán, tức là một cái à, người tốt, người đàn ông tốt theo cái chuẩn ngày xưa. Chuẩn nào đó ngày xưa, năm tử hán rồi hào hanh, hảo hán gì đó. Đó là lưu ý thứ 10. Như vậy chúng ta nhớ cho là lưu ý thứ 10 rất là đơn giản là cứ phía sau cái thanh ba mà còn những thanh nào khác nữa Ví dụ như là thanh 1 hay là thanh 2 hay thanh 4 gì đó Thì cái thanh 3 đó Nó đọc như dấu huyền thôi Còn nếu sau thanh 3 mà làm một cái thanh 3 nữa Thì cái thanh 3 trước nó phải đổi Đổi thành thanh 2 Lưu ý thứ 11 Là sau cái từ pu pu có nghĩa là không Ví dụ như pu họ là không tốt Rồi và phía sau của từ y là một Phía sau từ pu là nghĩa là không đó Và phía sau từ y là nghĩa là một là một cái từ nào đó mà mang thanh tư thì y sẽ đọc là dĩ còn pu đọc là bổ chúng ta thấy là pu nó sẽ đọc là bổ còn dĩ thì đọc là dĩ thì mai mốt có khi học thực tế vào uh, trong cái phần mà bài tập trong cái phần bài tập thì mình sẽ giới thiệu cái phần này cho các anh chị cái phần bài tập rồi mọi người có thể xem cái lưu ý này thêm nè bu chi thì đọc là bu chi đó bu chi đọc là bu chi rồi bu leo đọc là bố leo vì chữ chi là thanh tư, bu đọc thành bố Và leo cũng là thanh tư nên bu đọc thành bố là bu chi thì đọc là bố chi. Bu leo đọc là bố leo, bố chi là không đi, bố leo là không ngờ đến gì đó. Rồi, y cưa thì đọc là dĩ cưa, dĩ cưa. Liền sau ý là thanh tư thì đọc đâu là dĩ. Rồi, y giang thì đọc là dĩ giang thì sẽ hay hơn. Chúng ta cùng đọc nha. bù chi, bố leo dĩ cơ y giang và đến đây là mình xin kết thúc phần 6 trên 7 của cái chương trình mà chúng ta học hệ thống phiên âm tiếng phổ thông Trung Quốc. Chúc các bạn học thật tốt và nhớ cho thầy một like, đăng ký để các bạn nhận những cái thông tin mới nhất, những video clip mới nhất. Xin chào mọi người.